You keep asking if I'm back. Yeah, I'm thinking I'm back. Godfrey là tên sát nhân có phần khiêm nhường hơn so với các tiền bối đi trước, nhưng vẫn tạo nên sức hấp dẫn lớn với người hâm mộ dòng phim kinh dị. Sở dĩ kẻ giết người này có biệt danh là Godfrey vì hắn luôn luôn đeo một chiếc mặt nạ ma và mặc áo tròn đen trong khi hành sự. Động cơ giết người của Godfrey là trả thù chứ không phải khát máu. Sau mỗi phần phim, kẻ thủ ác đằng sau mặt nạ sẽ được tiết lộ danh tính. Đây cũng là điểm mà khán giả thích thú ở Scream. Người xem có thể thử tài suy đoán xem tên sát nhân là ai trong lúc xem phim. Trước khi giết người, Godfrey thường gọi điện đe dọa nạn nhân và đôi lúc còn đưa ra các câu hỏi về những bộ phim kinh dị nổi tiếng. Dù có trả lời đúng hay không thì các nạn nhân xấu số vẫn phải chịu kết cục bi thảm. Không tính đến series truyền hình, Tiếng Thét đến nay có 4 phần. Vì kẻ sát nhân người bình thường giết người vì mục đích báo thù nên cuối phim sẽ có cái kết thỏa đáng. Hôm nay hãy cùng kẻ trộm phim điểm danh lại những cái kết trong loạt phim Scream. Các bạn đừng quên like video và subscribe kênh để theo dõi những video nhận nhí mà chúng mình làm nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiếng Thét năm 1996. You can never have sex. Kẻ sát nhân phần này là Billy và bạn thân của hắn. Surprise, Sydney. Billy chính là người yêu của Sydney. Trong phần này, Sydney úp chiếc TV vào đầu Godfrey. In your dreams. Billy bị cô phóng viên bắn, sau đó bị Sydney kết liễu. We did your mom a favor, Sid. That woman was a slut bag whore. Tiếng Thét năm 1997. Kẻ sát nhân phần này là mẹ Billy. Bà ta trả thù cho con trai mình đã chết ở phần 1. Mẹ Billy cùng tên tâm thần lên kế hoạch trả thù. Surprise cameo just for you. Đầu tiên, tên sát nhân tâm thần bị mẹ Billy bắn chết. Tên sát nhân thứ hai là mẹ Billy bị bắn bởi cô Tâm, sau đó bị kết liễu bởi Sydney. Just in case. Tiếng Thét năm 2000. Kẻ sát nhân phần này là anh em cùng cha khác mẹ với Sydney. Your mother.
Kỵ sát nhân tưởng chừng như không chết vì áo chống đạn được che giấu kỹ càng. Hắn chỉ chết sau khi được Sydney tư vấn bắn vào đầu. Tiếng thét năm 2011. Kẻ thủ ác lần này là Sully và Jill. Kế hoạch của chúng là gây ra vụ thảm sát rồi làm người hùng cuối cùng để được nổi tiếng như Sydney. Đầu tiên, Sully bị Jill đâm chết. Jill sau khi vào bệnh viện bị sốc điện và bị Sydney bắn chết. Clear. 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 You forgot the first rule of remakes, Jill. Always are. Yeah.